Vâng, kính chào quý vị và các bạn, chúng tôi là Sơn Linh Nguyễn, đến từ thành phố San Antonio, tiểu bang Texas. Hôm nay là tối thứ bảy, sáng sớm là chủ nhật, bây giờ là gần 4 giờ sáng. Chúng tôi hiện tại bây giờ là đang ở trong cái căn phòng nơi làm việc trong nhà. Thì hôm nay chúng tôi có nhà ý muốn gửi đến quý vị và các bạn, trước tiên là lời chào thân ái nhất. Kế đến là chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị và các bạn những cái ngày tháng sắp tới, là những ngày mà chúng ta đang chuẩn bị cho cái cuối năm 2024, nhưng mà đồng thời cùng lúc chúng ta cũng nên nghĩ tới cái năm mới sắp tới để chúng ta chuẩn bị. Khi mà chúng ta bước vào cái năm mới thì chúng ta đã có được một cái sự chuẩn bị cho nó nghiêm túc, cho nó sẵn sàng để cái năm, để từ tháng 1 trở đi là chúng ta bắt đầu làm việc, chứ không phải là tới tháng 1 mà chúng ta bắt đầu mới chuẩn bị. Tại vì tới lúc mà chuẩn bị thì nó cần phải một thời gian, cần phải một thời gian dài, có nghĩa là từ 1 hoặc là 2 tháng để chuẩn bị, để trước khi mình vô một cái công việc gì đó, cái kế hoạch cho mình. Quý vị biết là một năm có 12 tháng thì chúng ta phải chia ra từng một cái chu kỳ, một cái quarter 1, có nghĩa là một năm mình có 4 cái quarter, thì chia cho mỗi một cái quarter như vậy là 3 tháng. Thì 3 tháng mà nhân cho 4 thì là thành ra 12 tháng. Thì chúng ta làm như vậy đó, thì khi mà chúng ta làm việc á, nó dễ cho chúng ta hơn. Mình nhiều khi công việc gì đó mình làm mà mình không có kế hoạch ra trước đó, 12 tháng nó có vẻ hơi xa cho nhiều người lắm. Cho nên mình rút ngắn nó lại, thật cứ 3 tháng một lần, 3 tháng một lần, 3 tháng một lần thì nó sẽ dễ dàng cho mình hơn. Và cứ 3 tháng như vậy thì mình chia ra từng tháng 1. Và từng tháng 1 mình lại chia ra cho từng tuần, thì mỗi một tháng là nó có 4 tuần. Và mỗi như vậy thì chúng ta nó nhỏ lại cho mình từ một cái bự mà mình có thể mình cho nó chuyển xuống nhỏ lại, thì từng cái một mình bắt đầu mình mới, khi mà mình làm việc thì mình mới tập trung vô, mình có được cái kết quả. Và từ cái kết quả đó mình sẽ mang lại, mình sẽ thấy là cái nào mình có thể bị trục trặc nhiều, hoặc là bị trở ngại, hoặc là không có lập được cái công trình đó, thì mình có thể là mình bớt lại cái mà mình, cái dự tính của mình, hoặc là mình có thể tăng lên những cái công việc hàng ngày để mà mình có thể được cái con số mà mình muốn. Cho nên là chúng ta nên suy nghĩ là hiện tại bây giờ chúng ta chỉ còn có một tháng nữa là hết cuối năm, là hết năm 2014, thì chúng ta nên ra kế hoạch ngay từ bây giờ để cho tháng 1, tháng 2, tháng 3 là cái chu kỳ đầu tiên của cái năm 2015 được thuận lợi hơn, và sẽ được có cái kết quả tốt hơn là cái chu kỳ của năm ngoái. Đối với Sunny là một người cũng bình thường như mọi người thôi, cũng từ Việt Nam sang đây đi tị nạn, rồi tới giờ này là đã có gia đình và đã có được 4 cháu, thành ra là biết là những đứa cháu nó còn nhỏ, cho nên khi mà mình không có làm cái gì bây giờ đó, sau này nó lớn lên đó, năm 10 năm sau nó lớn lên đó, mình không có cái gì cho nó, chuẩn bị cho nó ngay bây giờ đó, thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái trở ngại cho mình sau này. Cho nên mình phải thấy được cái chiều sâu đó để mà mình bắt đầu lập ra những dự án cho mình, cho gia đình và cho các con của mình. Cho nên là Sunny mong rằng quý vị, nếu chưa có gia đình thì chúng ta kế hoạch cho riêng mình là cái kế hoạch của mình sắp tới là những cái kế hoạch gì, đi học hay là đi làm, hay là sắp sửa có những bạn trai bạn gái, hoặc là sắp sửa có cái lập gia đình, hoặc là những người mà mới lập gia đình thì phải tạo cho mình một cái cơ hội là biết sắp tới là những cái năm tháng mà mình, chúng ta đang sắp sửa vô cái kế hoạch là thành bố thành mẹ. Hoặc là bây giờ mình không có muốn có con cái thì sau này mình có thể mình nhận con nuôi, hoặc là có những người cháu, hoặc là mình có thể có nhiều những đứa trẻ ngoài trên thế giới là cần những cái thương yêu của mình. Nếu như mình không có con của chính mình thì mình có thể dùng cái thời gian, dùng cái tiền bạc, dùng cái công sức, mình có thể giúp cho những trẻ em khác, hoặc là những người lớn tuổi, hay là những người mà bất hạnh. Rồi những người mà đã có gia đình, đã có con rồi thì chuẩn bị cho con cái khi mà nó lớn lên nó đi học, rồi nó sẽ đi đại học,
đó, cho nên nó có nhiều cái thứ để cho mình lo. Rồi những người mà đã đi có con cái học đại học xong xuôi rồi thì bây giờ tụi nó sắp sửa thành vợ thành chồng cho nó, cho nên là mình lúc nào luôn luôn cũng phải chuẩn bị cho mình 5-10 năm trước khi mà mình tới đó. Cho nên là mong là quý vị có thể tập cho mình được những cái đức tính và những cái tầm nhìn xa hơn trong tương lai. Kính chúc quý vị và các bạn có một cái ngày chủ nhật thật là tươi vui và hạnh phúc bên mái ấm gia đình hoặc là bên những người bạn, và mong rằng cái tuần sắp tới này sẽ được tốt đẹp và mình luôn luôn được mạnh khỏe. Cầu mong quý vị và các bạn có một chủ nhật đẹp và một tuần mới sắp tới thật là hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.